Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là cái giống na sầu riêng, một cái giống na rất là quý hiếm trên thị trường hiện nay. Trong cái video này, nhà vườn Ngọc Lâm sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả các thông tin mà các bạn cần biết về cái giống na mới này, đồng thời sẽ chia sẻ cho các bạn về cách phân biệt cái giống na sầu riêng này với những cái giống na khác để giúp các bạn có thể lựa chọn những cây giống đảm bảo chất lượng các bạn nhé. Cái na sầu riêng này thì có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan các bạn nhé. Bởi vì cái hình dáng cái lớp vỏ bên ngoài của nó giống như những cái lớp vỏ của cái quả sầu riêng. Chính vì vậy thì người ta đặt tên nó là quả na sầu riêng. Đặc biệt hơn nữa thì cái quả na sầu riêng này nó có cái trọng lượng rất là lớn, nó lên tới khoảng từ 2 cân đến 2 cân rưỡi một quả các bạn nhé. Đấy, để mình quay chi tiết cho bạn xem này. Đấy, cái chiều dài của nó thì lên tới khoảng tầm 10 đến 15 phân. Cây na sầu riêng này thì cũng mới du nhập về Việt Nam được khoảng từ 1 đến 2 năm gần đây. Tuy nhiên thì nó cho thấy là nó có cái khả năng sinh trưởng và thích nghi rất tốt trong điều kiện khí hậu của Việt Nam, giống như những cái giống cây khác nhập khẩu từ Đài Loan về, ví dụ như là cây vũ sữa hoàng kim, cây na dứa Đài Loan hay là cây dâu quả dài Đài Loan, đấy thì cũng đều cho có năng suất rất tốt. Ruột bên trong của cái quả na sầu riêng này thì rất là dẻo và dai, cây tỷ lệ ruột quả thì cũng chiếm rất là cao gọi nhé. Để mình cân thử một quả cho bạn xem nhé. Đây, cái quả này thì nó đạt tới trọng lượng lên tới đây gọi này 2,5 kg trên một quả các bạn nhé. Cây giá thành trên thị trường hiện nay thì cũng rất là cao các bạn nhé. Ở các siêu thị hoặc là những cái cửa hàng bán trái cây nhập khẩu ấy thì giá thành nó dao động từ 500 đến 700 nghìn đồng một kg. Đấy, một quả nó nặng khoảng tầm 2 cân rưỡi này, nó lên tới hơn 1 triệu đồng một kg các bạn nhé. Đấy, sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả các kích thước cây giống na sầu riêng hiện tại đang có vườn nhà mình cho các bạn tham khảo các bạn nhé. Đây là cái container cây giống na sầu riêng ở bên mình nhập khẩu trực tiếp từ bên Đài Loan về các bạn nhé. Đợt này thì bên mình nhập 10 vạn cái cây giống na sầu riêng về để phục vụ bà con trên toàn quốc. Đấy thì nhập khẩu với cái số lượng lớn như này nên là bảo với các bạn về cái giá thành cũng như là cái chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường hiện nay các bạn nhé. Cây giống chuẩn F1, không lai tạo với bất kỳ cái dòng na nào trong nước. Đấy, cái loại đầu tiên mà mình giới thiệu cho các bạn đây thì đó chính là cây na sầu riêng trưởng thành hiện tại đang có vườn nhà mình. Nó là cây ghép cận nhé, cây này hiện tại thì nó cao khoảng tầm 1m2 đến 1m3. Đấy, như các bạn có thấy thì cây được trồng trong cái bầu vải cũng phát triển rất là ổn định rồi. Vì là cây ghép nên là cây nó ra hoa rất là sớm luôn nhé. Cái loại này thì các bạn trồng chỉ khoảng tầm vài tháng nữa thôi thì cây nó bắt đầu ra hoa rồi. Loại thứ hai mà mình giới thiệu cho các bạn thì cây này nó cao khoảng tầm 70-80cm các bạn nhé. Loại này thì các bạn trồng chỉ khoảng tầm hơn 1 năm thôi thì cây nó bắt đầu ra trái. Cây bên mình thì được trồng trong cái bầu vải cao khoảng tầm 15-20 phân thôi, đang sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Các bạn mà có nhu cầu sưu tầm cái cây giống na sầu riêng này về trồng hay là cần tư vấn về các biện pháp trồng và kỹ thuật trồng thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm chuyên cây giống ngoại nhập, địa chỉ tại phố Nguyễn Bảo Tài, Chu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386. Bên mình thì giao hàng toàn quốc các bạn nhé, chỉ từ 2 đến 3 ngày là các bạn có thể nhận cây rồi. Đấy, các bạn có thể thấy là vì là cây ghép nên là cây nó ra hoa rất là sớm này. Đấy, nhiều cây nó bắt đầu ra hoa rồi. Tuy nhiên ấy thì trong cái giai đoạn này cây nó còn nhỏ ấy thì các bạn là không nên để cây nó lưu quả. Các bạn trồng khoảng tầm hơn 1 năm nữa khi cây nó phát triển ổn định rồi thì khi đó các bạn có thể để cây nó lưu quả các nhé. Nó sẽ không ảnh hưởng đến cái chất lượng cây giống và cái năng suất của cây sau này. Loại thứ ba mà mình giới thiệu cho các bạn thì cây này nó cao khoảng tầm 30cm các bạn nhé. Cái loại này thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 300 nghìn đồng một cây. Thì sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách phân biệt giữa cái giống na sầu riêng này với một số giống na khác đang có mặt trên thị trường Việt Nam. Đó chính là cây na dứa Đài Loan, cây na Thái và cây na sầu riêng các bạn nhé. Cây ngoài cùng mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây na dứa Đài Loan các bạn nhé. Đấy, đặc điểm của cái giống na dứa ấy, thì lá nó cũng mọc hai phía, lá của nó có màu xanh nhạt. Còn đây chính là cây na Thái, đặc điểm của cái giống na Thái ấy, thì lá nó cũng mọc ở hai phía. Tuy nhiên thì cái cây na Thái thì lá nó sẽ xanh thẫm hơn và lá nó sẽ quăn các bạn nhé. Đấy, còn giống na dứa thì lá nó sẽ nhạt hơn và nó sẽ phẳng và không cái viền lá nó sẽ không cong như thế này. Đấy, không cong như cái giống na Thái. Đấy thì các bạn có thể sử dụng cái đặc điểm đó để phân biệt giữa cây na Thái và cây na dứa Đài Loan. Còn cái cây ngoài cùng mà mình giới thiệu cho các bạn đây thì đó chính là cây na sầu riêng. Có một cái đặc điểm mà các bạn có thể dễ dàng phân biệt nhất giữa cái cây na sầu riêng này với những cái giống na khác, đó chính là cái lá của cây na sầu riêng, lá nó sẽ mọc bốn phía. Chỉ duy nhất cái giống na sầu riêng này là lá của nó mọc bốn phía thôi các bạn nhé. Đấy, chính vì vậy thì các bạn có thể
lựa chọn các đặc điểm này để phân biệt so với những giống hoa còn lại. Đây cây na Thái và cây na dứa này, lá của nó đều mọc hai phía bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng đặc điểm đó để phân biệt khi lựa chọn cây giống. Nhân tiện đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 10 cái loại cây ăn quả ngoại nhập phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam cho cái hương vị rất là thơm ngon. Các bạn có thể trồng chậu, trồng thùng xốp hay trồng ngoài đất đều được các bạn nhé. Cây đầu tiên đó chính là cây lưu tím, là một cái giống lưu rất là quý hiếm mới được nhập khẩu về Việt Nam. Với cái vẻ ngoài rất là bắt mắt cùng cái hương vị rất là thơm ngon. Quả to, ruột bên trong thì rất là mọng lướt. Khi chín thì có cái màu đỏ đậm rất là bắt mắt như thế này. Cây lưu tím là một cái giống cây nhiệt đới, hiện nay thì cũng đã được trồng rất là phổ biến ở các nước ví dụ như là Ấn Độ, Ai Cập hay là Peru. Trong những năm gần đây thì cây lưu tím này cũng đã được nhập khẩu về một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cây cũng sinh trưởng và phát triển rất là tốt trong điều kiện khí hậu của Việt Nam gọi nhé. Nhiều bạn thì có thể biết đến cái giống lưu Ấn Độ du nhập về Việt Nam từ 3 đến 4 năm trước. Khi chín thì nó có cái màu đỏ tươi như này. Cái ruột bên trong của nó ấy thì cũng có cái màu đỏ tươi các bạn nhé. Đấy, một quả của nó thì có thể đạt tới trọng lượng lên tới từ 300 đến 350 gram. Nếu các bạn chăm sóc tốt ấy, thì một quả của nó thì có thể đạt tới cái trọng lượng lên tới 500 gram một quả. Còn cái cây lưu tím này thì nó có một số cái đặc điểm khác, sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đấy, cái quả lưu tím ấy thì nó có cái màu đỏ đậm hơn. Đấy, cái vỏ bên ngoài của nó ấy có cái màu đỏ đậm hơn nhé, đỏ tím. Cái ruột bên trong cũng vậy, cái ruột bên trong của nó thì cũng có cái màu đỏ tím luôn nhé. Cả hai cái loại lựu này thì cũng rất là phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam. Cái màu sắc khi chín rất là bắt mắt, chính vì vậy thì chúng ta có thể lựa chọn vừa là cây ăn quả hay là cây cảnh để trang trí cho cái không gian khuôn viên của mình các bạn nhé. Trong cái quả lựu ấy thì nó chứa cái hàm lượng vitamin và khoáng chất rất là tốt cho sức khỏe, giúp làm đẹp da, chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng cũng như là giúp ngăn ngừa cái bệnh viêm khớp. Ruột bên trong thì rất mọng nước. Rất nhiều nghiên cứu khoa học thì chỉ ra rằng cái khả năng chống oxy hóa của nước ép lựu thì cao hơn 3 lần so với rượu vang đỏ và trà xanh. Ngoài ra nếu mà chúng ta sử dụng với nước ép từ loại quả này thì có thể làm giảm cái lượng cholesterol trong máu, giảm cái màng bám động mạch cũng như là tăng cái lưu lượng máu lên tim, ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ. Rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe bạn ấy. Loại cây thứ hai mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây táo đỏ lồn ép mục siêu trái. Cây hiện tại bên mình ấy thì nó cao khoảng tầm 1m2 các bạn nhé, đang ra hoa đậu quả rất là sai như này rồi. Cái giống táo đỏ lồn ép một này thì cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới cái chiều cao lên tới khoảng tầm 1m5 đấy, với dáng thế bonsai rất là đẹp. Quả chín vào cái dịp cuối năm là vừa làm cây ăn quả vừa là cây cảnh chơi tết được các bạn nhé. Rất sai quả, đây có thể một chùm quả có 4 quả này. Một quả của nó thì có thể đạt tới trọng lượng trung bình ra khoảng tầm 200 đến 300 gram một quả. Đấy. Cây các bạn trồng chậu và trồng ngoài đất thì đều sinh trưởng phát triển tốt. Giống táo này thì cũng đã thuần cái khí hậu của Việt Nam rồi. Đấy, cây hiện tại thì như này thì bên mình đang bán với giá là 1,6 triệu một cây. Còn rất nhiều cây đang có quả, rất sai quả, có kích thước nhỏ hơn. Cái loại này thì kích thước nó nhỏ hơn, cây cao khoảng tầm 50 phân các bạn nhé. Cũng đang đậu quả rất là nhiều như này rồi. Đấy, dáng thế bonsai rất là đẹp, tán tròn đều. Đấy. Cái này thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 800.000 đồng một cây các bạn nhé. Một cây đang cho tầm phần 10 quả, rất là sai quả, rất nhiều quả nhé. Loại cây tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây táo đỏ, vỏ đỏ ruột đỏ các bạn nhé. Đấy, cây hiện tại bên mình cũng đang rất là sai quả. Cái đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm 3-4 phân các bạn nhé. Quả này khi chín thì nó cũng có thể đạt tới trọng lượng lên tới khoảng tầm 200-300 gram một quả. Vậy một cây hiện tại bên mình ấy, thì nó khoảng tầm 9-10 quả rồi, rất sai quả. Đấy, cây này hiện tại thì mình đang bán với giá là 800.000 đồng một cây thôi nhé. Các bạn mà có nhu cầu thì cứ liên hệ tới bên mình. Bên mình giao hàng toàn quốc, cây bầu rễ phát triển rất ổn định rồi, quả rất là nhiều. Loại cây tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây sung Mỹ. Khác với sung ta mà hình chùm có vị chát, thì cây sung Mỹ này khi chín thì vỏ nó mềm, ruột bên trong thì có một lớp mật và có vị ngọt của nhé. Quả ra quanh năm. Cái này thì cũng rất là dễ trồng và chăm sóc. Một quả của nó thì nếu mà các bạn chăm sóc tốt ấy, thì có thể đạt tới trọng lượng lên tới khoảng tầm 200 đến 300 gram, chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Cây này thì rất là dễ trồng và chăm sóc. Các bạn trồng thùng xốp, ban công, sân thượng đều được. Loại cây thứ 5 mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây Việt quất. Việt quất là một cái loại quả mà được yêu thích trên toàn thế giới, không chỉ vì cái hương vị thơm ngon mà nó còn có rất nhiều tác dụng lợi ích tốt cho sức khỏe, ví dụ như là cải thiện trí nhớ,
giảm cái lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa bệnh tim, giảm mỡ bụng, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường cái hệ miễn dịch. Là một cái dòng cây thân bụi thấp lùn, có thể trồng chậu, thùng xốp hay là tạo dáng bonsai. Cây trưởng thành có thể đạt tới chiều cao lên tới khoảng tầm 1 đến 1,2 mét các bạn nhé. Nếu mà các bạn chăm sóc tốt đấy, thì cây có thể cho thu hoạch khoảng tầm 6 kg trái trên một vụ. Đặc biệt thì cái loại cây này cũng đã được nhân giống và trồng thành công tại Việt Nam các bạn nhé. Quả Việt quất thì nó mọc thành chùm như này các bạn nhé. Một chùm thì nó dao động khoảng từ 15 đến 20 quả. Đấy, khi còn xanh thì nó sẽ có cái màu xanh lõn chuối các bạn nhé. Đấy, khi chín thì nó sẽ chuyển sang cái màu xanh tím như thế này. Hiện nay ấy, thì những cái quả Việt quất nhập khẩu trực tiếp từ bên nước ngoài về thì trong siêu thị họ đang bán với giá là 120-140.000 đồng một hộp, có trọng lượng khoảng tầm 125g các bạn nhé, tương đương với khoảng tầm gần 1 triệu đồng trên 1kg, đấy, giá thành rất là cao. Loại cây thứ 6 mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây thanh mai. Cây thanh mai là một cái dòng cây nhiệt đới các bạn nhé. Hiện nay thì cũng đã được trồng rất nhiều ở các quốc gia như Nam Á, Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc. Đấy, khi chín thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ tươi như này. Quả thì thường cho thu hoạch vào khoảng tầm tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. Cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới chiều cao lên tới 5-7 mét các bạn nhé. Quả thanh mai khi chín ấy, thì nó có cái vị chua dịu. Cái đường kính quả nó dao động khoảng tầm 3 phân. Người ta còn gọi nó với cái tên gọi khác chính là cái quả dâu rừng. Bởi vì cái phần thịt quả của nó thì cũng giống như là dâu ta, được hình thành từ những cái tép quả kết hợp lại với nhau. Tuy nhiên ấy, thì cái ruột bên trong của nó thì sẽ có một hạt. Cái quả thanh mai ấy, thì nó chứa rất nhiều hàm lượng vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Loại cây tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ. Một quả của nó thì có thể đạt tới trọng lượng lên tới gần 2kg một quả. Bên trong một quả ấy thì có duy nhất một hạt thôi. Cái giống hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này thì có nguồn gốc xuất xứ từ Mexico và các nước Trung Mỹ. Trong những năm gần đây thì cũng đã du nhập vào một số nước Đông Nam Á, ví dụ như Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Khác với những cái giống hồng xiêm khác thì quả mọc trên đỉnh ngọn các bạn nhé. Đấy thì cái cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này, quả và hoa của nó sẽ mọc ở thân mọc ra. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Các lứa hoa, lứa quả lại gối tiếp nhau. Và một cái đặc điểm rất là đặc biệt của dòng hồng xiêm này là từ khi nó ra hoa đến lúc nó đậu quả thì nó mất khoảng thời gian khoảng tầm 2 năm thì cô ấy có thể thu hoạch được các bạn nhé. Đây các bạn nhé, đấy, từ lúc mà nó hình thành những cái chùm hoa mọc trên thân như này đến cái giai đoạn mà nó hình thành cái quả nhỏ khoảng 2-3 đầu ngón tay này, nó kéo dài khoảng tầm 1 năm. Đấy, từ cái giai đoạn đấy đến cái giai đoạn mà quả có thể thu hoạch đạt tới cái trọng lượng 1,5 đến 2 cân thì nó lại mất thêm khoảng thời gian 1 năm nữa. Cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới chiều cao lên tới 12 đến 18 mét các bạn nhé. Những cái cây trưởng thành như này thì một năm nó có thể thu hoạch được khoảng tầm 200 đến 400 quả trên một năm các bạn nhé. Đấy, rất sai quả. Đấy, trên cây thì lúc nào nó cũng có hoa, quả nhỏ và những quả có thể sắp được thu hoạch các bạn nhé. Đấy, nó gối tiếp nhau. Hiện nay thì trên thị trường cái phương pháp nhân giống của cái cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này thì chủ yếu bằng phương pháp gieo hạt các bạn nhé. Bởi vì cái mắt ghép của nó ấy thì không ghép được vào những cái giống hồng xiêm khác. Chính vì vậy thì cái giá thành cây giống hiện nay cũng rất là cao. Cây giống thì cũng lên tới vài trăm nghìn đồng một cây. Có những cây trưởng thành 2 đến 3 năm tuổi thì lên tới vài triệu đồng một cây. Đấy, những cái cây mà đã chuẩn bị ra quả bói rồi nó cao một tầm 1,5 mét thì lên tới hơn chục triệu một cây các bạn nhé. Đấy, cái giống hồng xiêm này nó rất là quý hiếm. Đấy, khi chín thì cái ruột bên trong của cái quả hồng xiêm ruột đỏ này rất là mềm. Đấy, để mình bổ thử một quả cho các bạn xem này. Quả rất là to, lên tới 1,5 đến 2 cân một quả các bạn nhé. Khi chín thì ruột bên trong của nó sẽ có màu đỏ cam như này. Đấy. Bên trong thì chỉ có duy nhất một hạt thôi các bạn nhé. Đấy. Ăn có hương vị rất là béo ngậy. Ngoài ra thì người ta còn sử dụng cái quả hồng xiêm này để làm sinh tố bánh kem các bạn nhé. Đấy. Rất là thơm ngon. Đấy, ruột bên trong thì rất là dẻo mềm, ăn rất là thơm ngon các bạn nhé. Loại cây tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây hồng sô cô la các bạn nhé. Hồng đen sô cô la là một cái dòng cây nhiệt đới, có nguồn gốc xuất xứ từ Mexico các bạn nhé. Hiện nay cũng đã được trồng rộng rãi ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Giống hồng sô cô la này thì cũng đã du nhập về Việt Nam 2 đến 3 năm gần đây rồi và cho thấy là thích nghi rất là tốt với cái điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam. Ba miền Việt Nam đều trồng được cái giống hồng này các bạn nhé. Cây cho sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Đất đồi núi, đồng bằng đều trồng được hết. Hiện nay thì giá trị của chúng vẫn rất là cao, nó dao động khoảng từ 300 đến 400 nghìn đồng một kg các bạn nhé. Hứa hẹn là một loại cây ăn trái sẽ đem lại giá trị kinh tế rất là cao cho bà con nhiều vùng miền trên cả nước. Quả hồng sô cô la thì nó có trọng lượng trung bình dao động tầm 200g các bạn nhé. Sau đây mình sẽ cắt một quả cho các bạn xem cái ruột bên trong khi chín nó như nào. Đấy, khi chín thì ruột bên trong nó có màu đen như này các bạn nhé. Một quả thì nó có dao động khoảng từ 6 đến 8 hạt bên trong. Đây các bạn thấy là
ruột bên trong rất là mịn và có cái hương thơm vị sô cô la rất là độc đáo nhé. Chúng ta có thể sử dụng để làm sinh tố, làm kem hoặc là có thể thưởng thức trực tiếp với bạn nhé. Cây hồng sô cô la này thì nó có thể đạt tới chiều cao lên tới hơn 10 mét khi trưởng thành các bạn nhé. Một cây thì có thể thu hoạch được khoảng từ 40 đến 50 kg trái trên một năm. Cây giống hồng đen sô cô la này thì khi còn xanh ấy thì cái ruột bên trong của nó có màu trắng các bạn nhé. Khi gần chín thì bắt đầu nó chuyển sang cái màu đen giống như sô cô la. Còn đây là cây bánh kem các bạn nhé. Một cây quả mà khi chín thì cái ruột bên trong của chúng rất là mềm, có cái hương vị của kem tổng hợp rất là đặc biệt. Cây bánh kem ấy thì có nguồn gốc xuất xứ từ Mexico, là một dòng cây nhiệt đới cũng đã được trồng rất là phổ biến ở rất nhiều quốc gia Trung Mỹ và các nước nhiệt đới khác, trong đó thì cũng đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong những năm gần đây. Nó còn có cái tên gọi khác là White Sapote, từ Sapote trong tiếng Anh ấy, thì nó tượng trưng cho những cái loại cây ăn quả ruột mềm và có thể ăn được. Đấy, còn white nghĩa là màu trắng, ruột bên trong của quả bánh kem này thì nó có màu trắng gọi nhé. Đấy, tương tự như cây hồng sô cô la thì cái ruột bên trong của nó cũng mềm và có cái màu đen, nên người ta gọi cái tên gọi tiếng Anh của cây hồng sô cô la thì là Black Sapote. Black là màu đen các bạn nhé. Vì là một cái dòng cây nhiệt đới nên là như các bạn có thể thấy thì cây bánh kem khi nhập khẩu vào Việt Nam ấy thì nó cũng thích nghi rất tốt với cái điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam để cho hoa và đậu quả rất là sai. Đây là cây trưởng thành hiện tại đang có tại nhà vườn Ngọc Lâm các bạn nhé. Đấy, hoa của nó thì mọc từ những cái lá và trên đỉnh ngọn mọc ra các bạn nhé. Mỗi chùm hoa thì nó khoảng tầm 10 đến 15 bông hoa. Đấy, rất là sai hoa. Cây bánh kem thì nó thường ra hoa vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3 hàng năm và thu hoạch khoảng tầm tháng 7, tháng 8 hàng năm các bạn nhé. Quả bánh kem khi chín ấy thì nó đạt tới cái trọng lượng dao động khoảng từ 200 đến 250 gram trên một quả. Cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới cái chiều cao lên tới khoảng tầm hơn 10 mét trong cái điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt và cho hàng trăm trái một năm. Đấy, bên trong mỗi quả ấy thì nó dao động khoảng từ 2 đến 5 hạt một quả. Ruột bên trong thì có màu trắng sữa như thế này. Ruột rất là mềm mịn, ăn có cái hương vị của kem tổng hợp. Đấy, chúng ta có thể làm món tráng miệng hay là làm sinh tố, làm kem đều được. Còn đây là cây táo đỏ Tân Cương, hay còn có cái tên gọi khác chính là cây táo tàu hay là cây hồng táo. Nhắc đến cây táo đỏ Tân Cương này thì nhiều bạn nghĩ là cái cây táo này có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Đấy, tuy nhiên thì cái nguồn gốc xuất xứ thực tế của nó thì ở Syria các bạn nhé. Hiện nay thì được trồng rất nhiều nơi trên thế giới, ví dụ như là Trung Quốc, Tây Á, Bắc Mỹ. Đấy, nhưng mà Trung Quốc là nơi được trồng với cái số lượng nhiều nhất các bạn nhé. Cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới cái chiều cao lên khoảng tầm 3 đến 12 mét. Đây, như cái cây này nó đạt tới chiều cao khoảng 7-8 mét các bạn nhé. Rất là sai quả. Cây giống táo đỏ Tân Cương này thì cũng đã du nhập về Việt Nam trong những năm gần đây và cho thấy kết quả và sinh trưởng rất là tốt các bạn nhé. Cây này các bạn hoàn toàn có thể trồng chậu được, tạo bonsai được, tại vì cái thân của chúng rất là mềm. Đây là các bạn có thể thấy là như những cái cây này nó cao khoảng tầm 1 mét. Đấy, bên mình đã uốn bonsai rất là đẹp như này. Quả ra vẫn là sai các bạn nhé. Đấy, mình hoàn toàn có thể giới hạn cái chiều cao cũng như là về rộng tán theo ý muốn của mình. Đấy, mỗi năm sau cái vụ thu hoạch thì chúng ta tiến hành cắt tỉa cành. Đấy, cắt tỉa cành tạo tán cho cây và bổ sung bón, bổ sung những cái dưỡng chất cho cây để cây nó sinh trưởng và chuyển sang cái mùa năm sau bạn nhé. Đây bạn thấy là cái cây bonsai bên mình nó cao khoảng tầm 1 mét, cái bề rộng tán dao động khoảng tầm 50-60 phân này. Một cây này hiện tại nó càng tầm 30-40 quả bạn nhé. Đấy, rất sai quả. Đấy, thoát thân thì cây này nó thoát thân nó cũng khoảng được khoảng 1 mét. Đấy, trồng chậu nhưng mà quả rất là sai, thích nghi rất tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam vậy nhé. Ba miền Việt Nam thì đều trồng cái giống táo này, khẳng định với các bạn là ba miền Việt Nam đều trồng cái giống táo Tân Cương này các bạn nhé. Đấy, rất sai quả. Cây táo đỏ Tân Cương này thì khi chín thì nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ cam như này các bạn nhé, ăn rất là giòn và ngọt. Ở bên Trung Quốc ấy thì có rất nhiều khu vực trồng cái giống táo đỏ Tân Cương này, mỗi cái vùng miền thì nó sẽ cho một cái hương vị khác nhau, nó phụ thuộc vào khí hậu và cái chất đất từng vùng miền khác nhau. Tuy nhiên ấy, thì ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc thì nó sẽ cho cái hương vị rất là khác biệt so với những cái vùng còn lại đâu nhé. Tại sao? Là bởi vì cái khu vực Tân Cương của Trung Quốc thì cái nhiệt độ nó lên tới 40 độ C rồi nhé. Thời gian ban ngày nhiều hơn ban đêm. Cái thời gian ban ngày nó kéo dài tới tận 15 tiếng. Đấy. Cái quả táo Tân Cương này khi chín ấy, thì nó sẽ chín khô trên cây. Những cái quả táo này ấy, thì nó có thể được bảo quản trong thời gian lên tới tận 3 năm. Trong cái quả táo đỏ khô này thì nó cũng chứa rất nhiều cái dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Nó có khả năng là bổ máu giữ huyết các bạn nhé. Ngoài ra thì bạn cũng có thể sử dụng cái quả táo tàu này để nấu cháo, nấu súp. Loại cây cuối cùng mà mình giới thiệu cho các bạn đó chính là cây vũ sữa hoàng kim các bạn nhé.
là một cái giống cây không nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan. Đấy thì khi chín thì cái trái vũ sữa hoàng kim này nó có cái màu vàng rất là bắt mắt như này, mẫu mã rất là đẹp. Đấy, trọng lượng trái thì nó phụ thuộc vào kỹ thuật trồng và chăm sóc. Đấy, trung bình thì nó dao động khoảng từ 350 gram đến 400 gram một quả các nhé. Nếu mà các bạn chăm sóc tốt ấy, thì nhiều quả nó có thể đạt tới trọng lượng lên tới 800 gram một quả. Một năm thì cây vũ sữa hoàng kim này cho quả 3 vụ các nhé. Mỗi vụ thì có thể thu hoạch được khoảng từ 30 đến 50 kg trái. Với cái giá bán hiện nay trên thị trường nó dao động khoảng từ 80 đến 100 nghìn đồng 1 kg các bạn nhé. Nhiều bạn ở khu vực miền Bắc ấy thì cũng đang thắc mắc là không biết là cái giống vũ sữa hoàng kim này thì trồng ở ngoài miền Bắc thì nó có trồng được không. Thì xin nhấn mạnh với các bạn thì cây vũ sữa hoàng kim này thì ba miền Việt Nam đều trồng được các bạn nhé. Đấy, đều cho năng suất rất tốt, Bắc Trung Nam đều trồng được. Đấy, ngay tại vườn nhà mình tại Hà Nội. Đấy thì cây cũng đang ra quả rất là sai như này. Và nào có nhu cầu đến tham quan ấy thì có thể đến nhà vườn Ngọc Lâm, địa chỉ là phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội các bạn nhé. Ruột bên trong cái quả vũ sữa hoàng kim này thì nó như một cái lớp thạch các bạn nhé, ăn rất là thơm ngon. Cây vũ sữa hoàng kim trưởng thành thì nó có thể đạt tới chiều cao dao động khoảng tầm 3m đến 3,5m các bạn nhé. Hoa thì sẽ mọc thành chùm từ những ngách lá mọc ra. Mỗi chùm hoa thì nó dao động khoảng từ 5 đến 7 bông hoa các bạn nhé. Để quả to ấy, thì mỗi chùm hoa thì các bạn chỉ nên để một quả thôi các bạn nhé. Đấy thì nhiều quả mà nếu các bạn chăm sóc tốt ấy thì nó có thể đạt tới trọng lượng lên tới 800 gram một quả như thế này. Với cái màu vàng rất là bắt mắt khi chín cùng với cái hương vị rất là thơm ngon, nó lại phù hợp với cái điều kiện khí hậu Việt Nam, thì cái cây giống vũ sữa hoàng kim này thì đang được xem là cái giống cây trồng mới có tiềm năng mang lại rất nhiều cái giá trị kinh tế cho bà con nhiều vùng miền trên cả nước các bạn nhé. Giá trị nó cao hơn rất nhiều lần so với dòng vũ sữa trong nước. Hiện tại nếu mà tính cả cây giống lẫn cây trưởng thành thì vườn nhà mình còn khoảng tầm hơn 1 vạn cây vũ sữa hoàng kim nữa. Thì cần tư vấn về những cái giống cây độc lạ ngoại nhập thì bạn có thể liên hệ với vườn nhà mình các bạn nhé. Bên mình sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.